Ôi, anh, bạn Long ơi, đợi tôi tí. Ôi, anh em mình đánh đánh con Vlog đi. Đánh con V con Lốc, đánh Ben, 27 phút. Chưa gì, là Vlog quá chất lượng. Động đất, Vlog đầu tiên. À không còn, tôi tưởng là không có chữ không nữa chứ. Và cùng xem Vlog 2 nào. Trong Vlog khá thay, ui, 2k luôn, mình bật 2k luôn này. Bây giờ mình xem Vlog đi. Ây à, đâu mẹ, he on a different level right now, huh? Ai xảo ơi, vừa intro bây giờ là biết là kiểu cái này là có chắc chắn ấy. Chắc chắn. Bây giờ cảm thụ như này lên một cái tầm cao mới như thế này đúng không? Chắc chắn là anh Ben chắc chắn là có tham khảo rồi. Tuyệt vời. A new level, on a new level. Tuyệt vời. Học theo đi anh Đếp. À thì ra quay cái này thì cũng quay được thôi, nhưng mà không phải chỗ nào cảnh đẹp như Huế này em ạ. Ừ, tùy thôi. Mà anh cá nhân anh thấy là anh là một người kiểu quay vlog anh cũng học nhiều mà, nhưng mà không phải chỗ nào cũng đẹp như này mà có mấy cái view như này. Hiện tại mình đang có mặt ở Huế để đi công việc, nhưng mà con DJI Osmo quay đẹp thật. Tôi chắc chắn là tôi sẽ quay con này trong vlog sắp tới thôi. Sẵn tiện là mình quay luôn cái vlog mini xem ở Huế màu đẹp quá nhở, cái gì hay không để mình giới thiệu với mọi người xem. Về quay cảnh thì mọi người mắc binh tiến vào phòng của mình, tiếng nhỏ quá. Anh có nhận ra gì không? Ở đây người ta không đặt tên phòng là số, mà người ta đặt là tên Ngự Bình. Ngự Bình nghĩa là gì hả các bạn? Góc nó bị nhỏ á, nhưng mà bù lại cảnh nó đẹp. Ngự Bình rồi. Ta tôi cũng đổi rồi. Kệ bố góc tiền. Quay trông đẹp quá. À núi à? Kim Phụng. Nói chung là nhiều tên lắm. Đằng sau cái khu này hình như là còn mấy nhà nữa sao. Đẹp thế nhở. Nhưng mà để tối mình qua. That's pretty as fuck bro. Tại vì nhà người ta mình cũng ngại vào ấy. Nhà người ta nghe vào mà kiểu như là ngại quay ấy. Cái phòng tôi là bé nhất trong cái giải này rồi, còn mấy nhà kia là toàn nhà hai gian với lại là hai phòng to thôi, hai phòng master. Ủa, quê cổ nhờ. Phòng tôi là bé nhất rồi. Ờ màu gốc nó đẹp rồi mà. Đây là phòng đẹp quá không? Thì bình thường là người ta dùng chìa khóa từ, nhưng mà ở đây là dùng chìa khóa cổ đây mà. Mọi thứ đều cổ ấy. Thơm bộng dữ. Ta da. Đây là phòng của tôi. Ở đây người ta làm mọi thứ trong cổ trang. Đấy. Nhưng mà pha một chút hiện đại đó là có tivi. Phòng tôi thì sẽ gồm một giường to như thế này. Đấy. Con này kiểu gì rồi, hợp lý vãi lìn rồi các bạn à. Tết là tôi dùng con này rồi. Bàn trang điểm. Ở đây có cái gương. Hợp vãi con nhà bà lì luôn. Một cái điện thoại cổ. Nhưng mà nhìn vậy thôi chứ gọi được đấy. Cái này gọi được đấy. Ủa cái này vào ví dụ gọi cho 090 mấy thì cũng gọi được không à? Nhưng mà nó phải quay số, nhưng mà mình không biết xài. Ui, nhìn cái điện thoại khách sạn mà nhớ chứ hồi bé thì tôi hay được bố mẹ cho đi lăng cô các bạn ạ. Thì trong khách sạn nó có một điện thoại này, mà hồi đấy thì làm tôi làm đéo cái điện thoại di động kiểu lớp 6, lớp 7 đúng không? Đấy thì là có cái điện thoại này, thế là buổi tối không biết làm gì, gọi cho bạn Hoàng Minh Trang lúc sau mà em ra trả tiền phòng tới 200.000 tiền điện thoại. Ít còn. Mà gọi mỗi mẹ một hôm. Bố mắng quá lìn này. Một bàn để uống trà. Anh em nhìn này. Khai phải không? Đéo sao người ta tính tiền ạ. Rất là ok luôn. Và một ghế để nghỉ ngơi. Đặc biệt ở đây nhá. Người ta chuẩn bị cho mình một cái loa Marshall. Đồ má, cái sẽ có loa Marshall luôn trời. Loa Marshall, loa sớn như hay. Còn đây là tủ quần áo này. Mình mang theo cả vest để mình đi chụp hình nữa. À, chụp ảnh cưới. Tôi nghĩ là sắp tới tôi dự đoán đấy thôi, chả thấy thông báo gì. Nhưng mà tôi cũng nghĩ là cái tầm mà đi Huế chụp ảnh vét áo dài này không cưới là hơi phí đi. Còn đây là nhà vệ sinh. Uầy, phòng này tầm 3 tiền một đêm rồi. Vệ sinh là có bồn tắm. Không có tắm đứng à? Lavabo. Uầy, nhưng mà nội thất đẹp phết ha. À cái có tắm đứng nhỉ? Có. À, nhà vệ sinh thì ai mà kiểu nặng mùi quá thì có thể mở ra cho nó thoáng một xíu. Ôi va lìn, mở ra để mấy cái bà đi ngoài này đang cắt cỏ nhìn vào thấy mình đang ngồi ỉa vãi lúa thật anh Ben ơi. Không tí nữa thì có một chất ngạt trong đây. Đấy. Chết cười luôn. Trời. Mọi thứ thì nó cũng bình thường thôi. Này là quý tộc cái sao nó còn bình thường? Sẽ
kiểu thoáng đãng với lại nó gần gũi hơn. Ê, nhưng mà cái giường hơi nhỏ nha. Ở đây người ta xây theo cái đúng không? Cách kinh thành. Anh không review nhưng mà cái giường hơi nhỏ tôi thấy thế. Hành lang để đi kiểu đéo phải queen size ấy, nó còn bé hơn. Đằng sau nhà này rất là độc đáo. Còn đây là khu hồ bơi này, để cho mọi người kiểu phơi nắng xong nghỉ ngơi. Nhưng mà từ qua tới giờ mình thấy chả ai bơi cả. Nhưng mà nếu mà anh em không biết thì đây là cái khu mà ngày xưa là đóng phim cái kết của Ghế Dài Lắm Chiêu phần 3 hay sao ấy, là cái chỗ này. Ui, thật á? Nhưng mà tôi chưa xem, tôi cũng để biết chỗ nào. Là cái chỗ này đóng phim đó. Thì hôm qua nghe nói thì mình mới biết. Phần 3 á? Đây là nhà. Nhưng mình xem phần 1 rồi mà nhờ. Đây là nhà vọng cảnh này. Phần nào ở giáp mỗi sao mà đúng đều có nhá. Tên hết. Và mỗi căn đều khác nhau hết, không có căn nào giống căn nào hết. Thí dụ như là Kim Phụng là cái nhà này là hai phòng ngủ. Không biết người ta cho đi vào không nhờ. Đấy. Xong ở phòng này đánh bên, trời ơi giường to này nằm nó mới lún, nó mới thích chứ. Giường kia trông tí hộp quá. Thôi chắc hai căn luôn không thích. Đấy, hai phòng ngủ một phòng khách rất là to luôn. Kêu đi full hết đi. Cái này là dành cho gia đình đông người. Bạch mã nữa này. Wow. Còn nhân mã không nhỉ? Đây là căn bạch mã không phải Kim Phụng. Kim Phụng ở sau lưng này. Đây là căn Kim Phụng này. Kim Phụng nó sẽ hai tầng. Wow. Đáng nhẽ nhá, không từ từ bao làm tí. Nhà sáng tạo nội dung không? Mình mở cửa vào luôn. Ví dụ là người Việt, chào cô. Ví dụ người người nước ngoài, excuse me sir, can I take a tour of your room? I'm content creator on YouTube. Can I take like a house tour right there? Đã, tôi kêu thấy không? Đây là mồm thôi chứ tôi đang tập lặng. Còn em có cái nhìn kiểu mà em sâu hơn. Thế hơi vô duyên tí mà không sao, mình nhà sáng tạo nội dung vô duyên quen thôi. Ở trên kia là nhà hàng anh em ạ. Ở đây là quầy rượu. Ở trên kia là nhà hàng. Nhà hàng để ăn sáng rồi đó. Chiêu phết. Anh em nào thích mà kiểu ghế để ngồi hơi đau lưng, yên tĩnh thì anh em có thể thuê ở đây cũng được. Tại vì ở đây mình thấy khá là vắng ấy. À. Đa số là toàn khách Tây không à. Ai ở đây có thể thuê được vlog này 5 triệu. Hiểu chưa? Đít cao thẳng vào tiền đặt phòng. Chắc chắn luôn, đọc cái bài. Nhưng mà cũng vắng lắm, không đông đâu. Bây giờ gì tôi cho về phòng để tắm rửa để chuẩn bị đi thăm mấy kinh thành Huế với lại là đi vào trung tâm thành phố. Kinh thành Huế à? Đi thưởng thức món ăn đặc sản ở Huế các kiểu. Ui, đồ ăn Huế thì ngon. Hẹn lại anh em tí nữa nha. See ya. Chỉ ra tôi thích đi Huế là trước tôi đi để có một ngày. Cái giường cho anh em. Chưa đủ. Giường này để áp sát rồi xem nào. À vừa rồi đấy anh em ạ. Giường này ok nha, đủ tiêu chuẩn nha. Trời ơi, đấy không phải là cách anh test giường. Đúng không? Tức phải về phần đại đa số là mình cái gì, nó phải trên mặt phẳng quá. Ấy, phải cái độ êm. Anh phải kiểu ấn xuống như này này à. Sẽ có được độ lún không, nó phải đệm kim đan đàn hồi các kiểu không. Tết tết, nó phải tết chân tết đứng đi. Đẹp rồi. Mời anh em nướng nhé. Trước khi ăn bún bò thì dặm nhẹ vài củ nem nè. Ôi xồi, nem nem nướng Huế thì cái nem đường Huế với Na Trang chỗ nào ngon hơn nhỉ? Cái nem này nó sao cá anh? Cá vậy chứ? Trời ơi! Chả cá. Không phải là vịt cá mà. Nem chả cá đâu, thịt lợn chứ. Nhưng mà ăn chả cá ấy. Nó không có. Trời ơi mẹ. Mùi bò. Mùi bò. Anh thử ăn cái đấy là cái gì? Bánh ướt à? Ăn như quý tộc kìa. Chậm rãi không? Đúng giờ ăn cơm đói thế. Bánh ướt thịt nướng. Bánh ớt thịt nướng. Ừ. Ngon mà. Cái số này là cái số đậu phộng. Có đậu phộng quá. À đấy, bây vừa trả lời ông nào hỏi kìa. Chả giò xem như. Ui, nem răm. À đâu? Chả giò à? Chả giò giòn. Anh thích ăn chả. Chính ra nhá, tôi người Bắc đúng không? Thì anh em ở Việt Nam, ở Hà Bắc này là mình cuốn vào cái gì, nhưng mà kiểu nem nó mềm mềm mà tôi thích ăn chả giò nem theo kiểu này hơn, là kiểu nó giòn giòn đấy, nó chiên nhiều dầu hơn hay sao ấy.
đúng nhở? Còn nem ngoài Bắc này là kiểu nó còn tôi thích ăn cái kiểu nem mà nó cháy cháy luôn ram ram như này. Cái giò mà kiểu cái vỏ kiểu này nhá. Ừ, tôi ăn nem chả giòn lắm, ăn khô lắm nhưng mà ngon. Cổ vỏ ăn ngon hơn chứ đấy. Mà cái vỏ bánh tráng ăn nó bị ngáy. Bình thường là bọn tôi cuốn bằng cái như kiểu bánh tráng. Ừ, sao? Ủa người Hà Nội nhưng mà người sao con? Rồi có kem với lại. Ui thế là hải sản. Bắc ui. Hải rồi trai. Hồi bé có chứ. Hồi bé có ông là ăn cái này nhưng mà kiểu mua siêu thị cũng để tủ lạnh đông nhỉ. Ngon vai bìu thề. Mày cơm. Giờ ở đây cũng yên bình đấy. Chill. Uầy. Bún bò. Bún bò Huế. Ngon đấy. Ôi. Tính ra mình chưa được ăn bún bò Huế chuẩn bao giờ. Cứ mỗi lần câu chuyện bún bò Huế, cứ mỗi lần tôi với anh Huy đi ra ngã tư Sở nữa, ở đấy có một quán bún bò Huế. Ăn xong hỏi anh Huy ăn ngon không anh? Ngon nhưng mà ở đấy nó làm không đúng vị. Anh về Huế ăn nó khác lắm. Đấy, tôi vẫn chưa được ăn. Đi Huế tôi phải thử một lần. Về Huế là phải ăn thử một lần. Ăn món khác là mày về Huế anh dẫn mày đi ăn quả ngon luôn. Hình như ở ngoài này có nổi tiếng món súp bánh đa gì, cái gì súp bánh đa cơ? Hến à? Hến súp bánh đa. Bánh đa súp hến. Súp bánh đa nghe ngược quá. Mình ăn rất là nhiều bún bò Huế rồi, nhưng mà chưa bao giờ ăn bún bò Huế ở Huế chứ. Đây là lần đầu tiên luôn á. Nhưng mà nhìn màu sắc nó có vẻ kiểu anh này quay vlog nhẹ nhàng quá. Rậm gà. Nhẹ nhàng nhỏ, không quen ấy. Ngoài đời thì địt mày anh đép gọi chưa? Nãy tôi gọi nhầm bằng bảo gọi ông cặc. Thằng đép xăm lô đi thôi. Quay vlog thì nhẹ nhàng. Nó khác cái đúng thảo mai luôn. Cái sợ bún ở đây nó bị bé hơn là những cái chỗ khác mà nó cầm mồm. Nhưng mà đậm đà nó ngon. Qua vlog của anh đẹp nó vèo vèo quá. Tết này tôi quay các bạn chill như này luôn. Đúng chưa? Con này luôn, cũng mic này luôn. Một vlog trải nghiệm mới không vèo vèo nữa. Nhìn cái tô bún bò bé xíu vậy thôi. Anh em có thích không thôi. Đơn giản. Rất là nhiều topping luôn ấy. Nhưng mà nhá. Anh em ăn bún bò thì bún bò Huế chuẩn là nó có móng giò đúng không? Có ông nào bỏ móng giò giò như tôi ăn bún bò thì ăn thịt bò ấy là kiểu các kiểu tiết tùng các thứ thoải mái nhưng mà riêng móng giò tôi bỏ ra. Không thích ăn móng giò. Rồi anh quay em tôi quay nữa. Bố tôi quay bố rồi. Tuyệt vời luôn. Chả cua. Chả cua ok luôn. Này viên cua ra ấy. Bò này. Bò nữa này. Giò heo này. Món ăn anh thích có khác anh tâm huyết thế nhé. Dồi thì rất là kỹ luôn đấy. Thì Chi lên vlog cũng nhẹ nhàng. Ngoài đời gọi anh Ben. Sau khi ăn uống no nê rồi thì bây giờ tôi sẽ về phòng thay đồ đi chụp hình. Nhờ chồng một tí mà chồng chả để ý gì. Chúng ta sẽ thuê xe máy đi vào thành phố. Đi ăn bún bò tiếp anh em nhé. Ấy à sao? Ê, hay là mình thuê xe máy vào cho thành phố. Chuyển cảnh anh đấy. Đi ăn gì? Em thích ăn bánh mì heo quay. Ôi bánh mì heo quay á? Anh thích ăn cái gì? Ăn bún bò. Ủa vừa ăn mà. Cầu diễn nữa. Sao con lại quay tối được này? Hơi noi một tí thôi. Lạnh á. Giữa đêm chanh thanh gió mát như thế này. Lạnh. Con quay tối vẫn đẹp hơn con GoPro nữa. Tới hỏi thầm đó. Thuê xe máy luôn là chất chưa? Lạnh quá. Lạnh nhờ. Hơn GoPro hơn đấy. Anh nghĩ là hơn. Đẹp quá lìn nhờ. Giờ ôm chồng tôi. Tao bỏ GoPro đây đi đi. Vợ ôm chồng nữa mà còn lại một ỉa co. Uầy. Mà bạn bình thường tôi không ăn ốc lắm đâu nhưng mà trong đĩa ốc là ngon thật. Ngon phải là đỉnh vãi lìn nhờ. Dạ thôi em. Cái nước chấm này. Ở nước chấm ấy trông khỏe chua cay đấy. Ngon cái nước chấm mà cả mẹ làm luôn ấy. Trời. Ta chê đồ ăn mẹ nấu anh Ben.
Nói ít thôi á, kệ tao. Mày bắt tao cầm mày đặt. Chim tao tao nói chứ bắt tao cầm. Mày bắt tao đi. Có cái này ngon lắm á. Ui nóng vậy. Mới chửi bậy. Quả đấy cắt đi, chị biết ngay. Em bé chửi bậy cái chị. Khá giống những cái vùng khác. Nhưng mà nó mặn hơn đúng không? Cái nước sốt nó mặn hơn. Ủa ăn dí ra mày ăn mấy cái này tôi thích chấm me lắm. Chúng ta đã đi ăn xong món ốc rồi. Ta lại đi ăn tiếp. Sẽ đi ăn thêm. Đấy. Hủ tiếu. Trời ơi. Gì? Em muốn cà phê trứng. Cái gì? Uống đi. Trời ơi, mấy giờ tối rồi uống cà phê trứng á? Trời đất ơi. Đi rồi ăn. Giờ đi đi rồi. Đi rồi ăn. Ê, đúng kiểu con gái Bắc đặc sản luôn. Yêu rồi rất cho yêu. Cho con xin một cái bánh bao. Có bánh bao gì ạ? Dạ. Trứng thịt chả gì đây? Ờ con ăn ăn trứng cút. Trứng cút. Trứng cút. Cho con một cái đấy. Một cái đấy ạ. Vâng. Con cảm ơn bao nhiêu ạ chú? Con nóng rồi. Chung nhau ấy. Em ăn đây. Quả trông ngon đấy. Đấy. Cái này quay quay cận đẹp này. Đấy tự bắt nét này. Bánh bao phiêu lưu ký. Trông ngon nhở. Ủa, gì đây? Sợ về viêm họng ấy, lạnh quá. Có gì mà quán này. Nói chung là... Hả? Anh thấy cái gì nữa? Giống là cổ khổ quá vậy. Thì họ thích xây thế. Trời, đây là nước đó hả? Đây là thuốc độc. Chà có người yêu đi quay với đọc thích chưa? Đây là nước, đây là thuốc độc. Thưa mình nghĩ là mấy con cảnh rồi đấy. Chắc các bạn phải đợi mấy năm nữa. Chờ đợi mấy cà năm phê. Nữa tiếp tình yêu đơn giản thôi. Em đép quay chú to đi. Ngay làm gì đừng mới lên chồng lên hối hận đấy. Cách này hơi khó á mấy kia tạm biệt cà phê muối kéo sao đéo có người yêu vẫn kia. Đi quay vlog đi đét được mà có vấn đề đéo đâu kiếm một cà phê bắp giấu mắt người ta đi xong ngon biết luôn ngon ấy. Mà mày đẹp không người yêu chứ chia tay xong lại không xem lại vlog được. Cân đéo ý. Tao không anh này. Đi ăn đêm bao lâu vẫn để. Sao đéo đâu. Mày buồn cười nhở. Lớn rồi xanh chín hả thế. Đúng không. Tao không anh này. Mày vấn đề gì. Đúng không. Hay. Có dính tới cà phê không. Tao gì Linh á? Chiều chồng mới đi ăn món gì rồi. Ôi em ơi. Món gì? Bụng bo hồi. Cái gì? Giờ nhà tư. Hả? À? Cái gì đây? Tôi nghe cái gì nhở? Món gì? Bụng bo hồi. Giờ nhà tư. Anh nhìn theo. Chưa đứng kia như xe ăn là ẩm ẩm. Sao dẹp hết rồi. Làm gì ba. Tôi muốn ăn cả phố Huế. Một phiếu đấy bớt. Nó nhiều. Tôi muốn ăn cả phố Huế. Phiếu Đông Ba này. Ok này. Ok này. Luôn. Ủa ta đây. Ui mà anh ấy ăn nhiều rồi. Ăn ốc rồi. Xong rồi đi uống cà phê trứng rồi. Xong rồi lại đánh thêm bát hủ tiếu. Chết đòn luôn. Ngỡ luôn nè. Ủa trông ngon đấy. Tô nước để riêng, thiếu để riêng này à? Mà trông ngon nhở. Trước tôi ở vào Huế có đúng một hôm. Đấy cái đợt mà đi với cả nhà Bụt đấy. Không đi Đà Nẵng các thứ ra Huế đúng một hôm. Ủa thế ra Huế đúng một hôm ăn đúng một bữa mê mẹ em luôn.
ăn gì bạn ơi, ăn cơm đi, ngon vãi lên này. Tôi chưa bao giờ đi ăn cơm ở ngoài mà có một quán nào ngon như ở Huế luôn. Thề cái Huế, đồ ăn Huế bị gì ngon đấy. Xong đi vào kinh thành Huế còn học được là có ngày xưa vua ở đây có bao nhiêu ăn bao nhiêu món đấy. Ngày xưa hồi quay đó còn nhớ số liệu giờ quên rồi. Đấy, không phải có Huế là đa dạng nhất ẩm thực, có 300 bao nhiêu món đấy. Mỗi ngày vua phải ăn đủ bao nhiêu món đấy, cái gì đấy. Ui, ngon vãi đái luôn. Cầm nét ăn nét mà. Có đánh bỏ hay là người ta cho? Cơm hến á, ừ. Ăn không chứ còn ăn cơm hến đâu nào. Mà ngon. Nghe là thấy ngon rồi. So good. So good. Đấy, cô đã từng đi bộ vào đây này. Ui, bình thường đi xe máy vào được không? Thật á. Ủa, hôm đi kinh thành Huế ấy, phải đi bộ vào nắng dã man luôn. Ôi trời ơi trời. Ở mắc màn à? Cắm Duy Linh nhá. Ôi trời ơi, lại bún bò Huế tiếp. Spaghetti, croissant. Cái gì đấy? Cái gì nhở? Cái gì cậu? Bò kho à? Cái đâu? Cái gì đây? Ủa trông ngon đấy. Bánh mì chảo á? Ui, mày mà ngon đi. Mọi người có thấy nhiều đồ ăn không? Nhưng mà thật ra nhá, tất cả mấy món này đều là miễn phí hết. Tại vì ăn sáng ở đây là miễn phí anh em ạ. Chỉ có ăn trưa hoặc là ăn tối thì mới là mình mới thanh toán thôi. Ăn sáng cái này có phải mang cái tân phòng không? Làm được miễn phí. Nào mà gọi là miễn phí, tính tiền phòng người ta cộng hết rồi, anh đùa. Còn gì tuyệt vời hơn? Cộng rồi, để gọi là miễn phí, người ta tính rồi. Yes sir. Wow. Công nhận là đến đâu có phải ăn ở chỗ đấy. Đợt này team refund đi Huế ăn nát cả Huế luôn, thật sự. Trong đồ ăn Huế ngon vậy. Quay công nhận mà trời như thế này mà đi xích lô rất thật đấy anh em ạ. Mát gì đâu. Ủa con này quay sáng đẹp thế. Đành ngắn hờ hờ này lên mà đẹp này, đổ màu đẹp tuyệt luôn. Long An Palace là gì không? Long An Palace là viện bảo tàng ở đây thế. Nhưng mà tên là Long An. Ui. Ủa chỗ này đẹp á. Mấy cái bát này là mấy bát này đẹp phết. Wow. Review. Ui mấy cái bát này là bát đẹp phết. Tôi tưởng là mấy cái đồ này nó bình thường người ta đã bày ở đây đúng không, là có một cái kiểu cái cạc, xong nó ghi là đây là cái gì đúng không, làm bằng cái gì chứ nhở, đúng không nhở? Mình kiểu đọc tí wiki đấy, không có đây tờ là... Nhưng mà chỗ này đẹp. Ui, đẹp thế nhở. Xem lại cái bình coi. Đây là ghế này ngon rồi. Oh shit. Quay cho mình đẹp bro. Thế nhở. Beautiful. Mình này đẹp thật ấy. Nhưng mà đẹp nhở. Ở chỗ nào chứ tôi cũng chưa đi. Ui, Huế đẹp thật. Shit man. Ui, như vua nhở. Cái áo thời xưa mọi người mặc hả mọi người? Ok, từ từ cho em xem cái chữ kia là cái gì. Bánh anh đây. Không có này nữa, giờ biết đây là gì không? Em bé. Đây là em bé voi. Đây là Đếp Nguyễn. Em là không bao giờ thấp bé lùn tí thế kia cả. Em là một con mamus. Cơ bắp. Giờ thấp bé lùn tịt ngắn tút như này cả. You can't me bro. Bạn này hơi cong nha. Đi rồi. Có em là phải thẳng. Hoặc là trái. Góc 90 độ. Vì tinh thần này là được 13 đời vua là có 9 đời chúa. 9 đời chúa xong thì đến 13 đời vua. 9 đời chúa chúa là sao ạ? Là 9 đời phụ nữ. À 9 đời phụ nữ như các cái của. À xong thì đến 13 đời vua. Cái thằng này là đời vua Gia Long nên làm vua đầu tiên là người ta xây. Đây gần 30 năm thì xong. Cái này là trước vào trong kinh thành người ta còn nói đấy.
Đó là lịch sử đây vua ông cũng mà thật vui lắm. Nhà chán chúc mẹ trứng tôm chua. Ta công định điều minh mạng. Rượu minh mạng. Cái tháng thuộc minh mạng ngâm rượu mà rượu ngâm chẳng còn. Dạ vâng. Cái rượu đó là chi chi đâu ạ? Cái gì ạ? Nghe bảo là các người còn uống vô sung lắm đúng không chú? Chú tiêu chú bé quá, anh bé phải repeat lại là đây ấy hơn. Ủa thơ mộng nhỉ? Ôi trời ơi! Được luôn đi chứ, như hoàng hậu luôn. Thế ông anh không mặc quan quả long bào để cho nó match nhờ? Chị đẹp mà không cần nói rồi, đi rùa luôn là đỉnh luôn. Có gust tất cả vàng. Anh Nhật ơi, em chờ anh chị đi nè. Không thôi em lái cũng được, em biết lái xe này mà. Ờ, tự lái được. Dạ không, mình lái thì em bị mất việc mất. Ừ đấy, ở đây trước có xe điện này. Lần trước tôi vào kinh thành Huế đi bộ hết. Còn ở kia có một cái máy ở VR xem lịch sử này. Ấy còn lại quay slow mo đẹp, này quay đẹp quá, mê quá. Mấy trăm mê vợ à? Có cái ba quá. 500 vợ, một vua 500 vợ à? Còn cái điều mình mang bây giờ đó. Ôi. Nhiều người thích điều mình mang hay lắm. Mà cái điều này á là có cái này là mình tìm ít ngoài trước rồi. Đi mua rượu mình mạng cho anh. Đấy. Vua 500 vợ. The modern 2 vợ đã bị lên án rồi. Đúng mà, nhiều người là mình cũng nghe nhà bây giờ chỉ nhà là có đồ rượu mình mang lên rồi. Oh. Là tại vì nó không thuộc dài như là thuộc bộ. Anh đéo hơn. Vì về sương tớp nữa. Mà đi mùa này có vẻ là kiểu ít hơn. Lần trước tôi đi mùa hè đông phải. Đấy, cũng vào đây là có cảnh của vlog của tôi này. Đường này luôn. Còn nhớ họ đang quay chỉ wiki các kiểu. Xin giới thiệu đi mọi người, đây là Trường Lan. Trường Lan là gì? Tự giải thích đi. Trường Lan là gì? Mới nghe người ta nói. Trường Lan là hành lang á, đây là dải hành lang dài nhất kinh thành á. Cái cả mày cơ luôn mà. Oh my god. Ủa, thuê này, thuê con xe gì nhở? Trên đường đi về mình tìm được cái quán cháo bò này. Cảm ơn chú ạ. Trông khá là ngon. Anh em nhìn này. Có bò này, có phèo này, có huyết này. Phèo quá. Có cái giò nữa. Phèo là cái gì? Ừ. Phèo. Phèo là cái gì cơ? Lòng á? Phèo là lòng à? Damn. À lòng non à? Mới nha, cái này mới nha. Chưa, các bạn ăn lòng non rồi đâu nhỉ? Buổi năm. Cháo trông hơi nước kìa, nhưng trông có vẻ ngon. Có đùi bò này. Con đuôi con bò cho như miếng dồi nhỉ? Người Sài Gòn mà không biết từ phèo á. Cha ơi, con người Hà Nội, má ơi, không biết. Cái người mà Sài Gòn không? Nó lỏng, đúng ý anh luôn ấy. Ai thích cái gì? Nước nôi thì à? Xong rồi nghỉ ngơi xíu rồi tối đi ăn tiếp. Tao giờ muốn đi đâu? Anh mà khiếp đi. Đi nè. Đi không? Đi hát rồi, đi hát rồi. Tướng nhà có người yêu cứ đưa đi ăn suốt rồi. Cảm ơn. Cheese. Anh em biết nãy ăn cháo bò bao nhiêu tiền không? Hai tô có 90.000 thôi. Wow. Siêu rẻ đồ ăn không ấy, siêu rẻ luôn. Từ cháo mà 45.000 tô rẻ đấy chứ. Giờ làm gì có cháo rẻ lắm. Thứ trên đời ngon như thế này mà bây giờ tôi mới được ăn hả? Đồ ăn Huế ngon vãi lìn này. Rẻ mà. Vừa ngon vừa rẻ. I love Huế. 45.000 là rẻ rồi còn gì nữa, đúng không?
bạn nắng nó đẹp quá. NTD ạ, à, tao nghĩ là quay bằng con này xong rồi mình chỉ cần đổ màu đúng một tí thôi đấy. NTD ạ, à, đúng không? Đổ đúng một tí màu nữa thôi. Nhưng mà mong là lần sau này đã quay cái Osmo Pocket 3 rồi đấy, đổ đẹp rồi. Mắt mày đừng có ngáo hộ bố mày nữa nhá. Đừng, mày dùng một cái màn hình khác cho tao đi. Đừng để xuất ra sản phẩm, đúng không? Có đúng lại có đúng trong một tỷ cái thứ tao làm, đúng cái anh Độ xem thì mày đổ màu sai, dùm tao, được chưa? Hỏng hết cả một trải nghiệm, cả một ngày tao đi quay, mà quay ở máy cơ, quay lock để cho mày xét màu. Nhớ nhá, đến cái màu nó lên đẹp được như này rồi, xin mày sau khi ngày 27 này tao cầm, à 24 này tao cầm tận tay con Oppo Pocket 3 này, xin mày đổ màu chuẩn cho tao. Xin mày. Nhớ đấy không? Ánh nắng nó chiếu vào ấy, mặt nó sáng bừng lên. Mặt đẹp ấy. Nhạc Pablo Escobar luôn ạ, Tuyo à? Đúng nhở? À không phải, không phải, không, không phải. Nghe hai phát đầu tưởng Tuyo Mexico đấy. Bánh mì bột lọc. Cái gì? Nó sang như thế nào? Hell nah, I need it nah bro. No. Không. Ngon á. Ê, ngon nha. Cái ngọt đó. Cái bột lọc này nó dẻo dẻo. Nó có không tôm. À có đâu tôm bánh... à? Nhưng mà nó hắc cảo á. Cái mì gòn á. Ờ. Đi ăn. Cái vị đó. Thử thử để bắt đầu vào Huế ăn thử. Bây giờ bọn mình lại bọn ăn nước mắm á. Quán để đi ăn đêm. Chưa ăn được, chưa ăn được. Chưa ăn vặt ở Huế lần nào. Bắt buộc phải thử đấy. Sẽ thử ăn vặt ở Huế. Hoặc là nếu mà không có. Nhà quê vãi cứt Võ Minh Tuấn. À thì thôi anh, em nhà quê chỉ thế thôi. Anh thành phố được ăn sơn hào hải vị, em bây giờ được ăn đâu anh Tuấn. Nhà em quê em chỉ thế này thôi, biết làm nào giờ. Chả em có dám nhận thành phố với cả ai đâu. Anh là thành phố nhất rồi, anh là thượng lưu thời thượng rồi. Anh chắc là con trai bà Phượng nào, chịu thôi. Em nhà quê thôi, đã bao giờ được ăn đâu thì em bảo em không biết thật thôi. Có thì mình sẽ tìm những cái món khác. Chịu làm nào giờ. Coi có gì ngon không. Lạnh quá. Công nhận không mới lạnh thật. Mình tưởng không lạnh nhưng mà lạnh cũng phải ngang ngửa Hà Nội đấy. Lạnh ơi là lạnh. Huế là cũng lạnh à? Gặp không mang áo khoác quần áo mùa đông nữa. Chân gà sốt á. Thật sự là món này ăn nó không khác gì những vùng khác anh em à. Chỉ có cái là cái gì? Sầm lờ à, đúng Huế là họ làm mặn thôi. Tóc tai như gì đấy? Ôi như đây đầu như bị mớt đấy. Để gọi như là thưởng thức ẩm thực buổi tối của anh Ben. Tôi không ăn được cơm, bị hóc tôi uống bây. Cá nha. Nóng. Ngon nhỉ? Tôi uống bây. Nói rõ là ngò cạp nó hơi xương. Hay có sức lên. Nè, nó ngang rồi. À, ngon nhỉ? Nhưng mà cái chân gà nó có một cái gì nữa ngon các bạn biết không? Nó sẽ ngon hơn. Nếu như mà nó được rút xương. Rút thán mà rút xương. Em đép là kiểu nói chung là ăn nó phải rút xương ra tí. Ăn nó mới kiểu nó đậm. Tức là cả miếng một tảng nó nguyên si luôn đấy. Vào mồm nó mới thích. Nó mới thích đúng không? Cả nái yêu chứ còn cứ gặm nhẹ xẻ ra như thế này. Đấy. Trời ơi, được có tí. Được có tí nó phải rút xương ra tí. Nó ngon. Ui. Mà chân gà ngon hơn nếu bạn thân làm. Cầm mồm. Nhưng mà nếu mà chân gà đông tảo luôn. À anh phát đồ nét ạ. Chết mẹ nhầm em xin lỗi anh ơi. Nhầm em tưởng thằng cu em nào nhầm mà lỗi em ấy, nếu đông chân gà đông tảo mà nó béo bở thì tuyệt vời. Em tưởng thằng Khang nó trêu em anh ạ. Lỗi em. Không nhìn tên em, em chỉ nghe em chị Google. Lỗi em anh ơi. Từ đây em ngủ nhiều mà. Thôi thì đây cũng là đêm cuối mình ở Huế rồi. Thì mình xin phép là kết thúc video ở đây. Mình về mình nghỉ ngơi để sáng sớm ngày mai mình ra sân bay sớm để mình về quay lại Hà Nội. Để livestream như những ngày quay bình thường iPhone cho anh em bảo sao nhỉ? Bye bye em mọi người nhé. Bye bye. See you guys. Later. Ok.
sau mình có thể đầu tư làm một cái outro nó ấy hơn tí được không nhỉ? Outro nào mà nó phải dư dư tí, ít phải mười mấy giây, mình có thể đặt một góc quay ở khách sạn. Mình kiểu mình ngồi nói chào mọi người tí thôi, 10 giây thôi. 10 giây thôi. Bên còn có tí âm ngồi sau cây bi bao giờ. À vâng, lỗi em, không sao, em nói chung là kiểu ngồi mình quen rồi anh ạ, không sao, ngồi mình rồi em thích cả kiểu tự lái hơn, còn ví dụ có người ngồi đằng sau mất tập trung lái lắm mà em thì em quan trọng em đặt cái an toàn giao thông lên hàng đầu ấy. Nên là đôi khi là thôi em ngồi mình cho nó ok. Tuyệt vời luôn. Rồi, tôi biết comment gì luôn. Thế vừa thơ mộng vừa đẹp. Đẹp nhất vẫn là nụ cười của hai anh chị Vlog XO. Rồi, công nghiệp luôn, comment chuẩn luôn, còn gì nữa. Nine, à nhầm, disnine với số hoặc hơi nhiều. Nó thôi lại like, hai like, một disnine. Ok chưa, nó gọi là double like và một nine. Like nine, Paris by like nine.